thầy cũng như là các anh chị đi trước về bộ môn là lọc khí, và rất mong được sự chia sẻ và dạy dỗ từ thầy cũng như là các anh chị đi trước trong lớp học ngày hôm nay, và hy vọng rằng lớp học của chúng ta sẽ luôn luôn là vui tươi và luôn luôn là náo nhiệt như ngày hôm nay. Rồi tiếp theo, đây Hiền đi ha. Từ giờ Hiền qua đi, để giới thiệu để mấy em biết nữa. Nó gọi là quấn đơn. Nó quấn đơn quấn nghĩa đi. Quấn đơn mà liền á. Chị lửa đó. Mình cho nên nó chị lửa đó hả? Trời quên. Rồi, chào quên. Chào thầy, chào Trang, chào các bạn, các em luôn ha. Các anh, các chị, mình tên Võ Duy Hiền, sinh năm 91. Võ Thị Hiền á. Võ Thị Hiền. Hả? Võ Thị Hiền. Võ Thị Hiền. Nó nghe Võ Thị Hiền. Mình nghe không? Phát âm tròn vành rõ chữ. Các bạn niềm xin hơn ha. Rồi tiếp theo, Mộng Tuyền. Thầy, em phải là Mộng Tuyền nha. Chào các anh chị, em tên là Trần Thị Thanh Tuyền. Em sinh năm 96, học năm 3 quan hệ quốc tế của Đại học Mở. Quan hệ mở. Em được quốc tế, em coi như là quốc tế. Nhiều quan hệ mở. Nhiều quan hệ không? Nhiều. Em chơi quốc tế mà. Rồi, sang đi. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Tân Sang. Sinh năm 84, hiện mình là bảo vệ trong một spa. Sao bữa nào bạn nào mới làm đẹp cái đấy? Còn lại đây có thời trang một bạn làm spa. Ồ, Hương xuống đúng lúc rồi kìa. Rồi. Tân kìa, anh còn Tân kìa. Tân kìa. Em xuống những giờ về cho nổi bật đó mà. Một phút 55, em mở rồi, em mở rồi. Chị vô chị. Giới thiệu đi. Vô, tới Tân kế. Vô, trả tóc bài, trả tóc bài. Tân đi. Thử kìa luôn. Dạ thôi, phim thôi, phim thôi, phim thôi em. Tự nhiên. Quay thì làm mà. Mới được. Giới thiệu đây, giới thiệu đây, giới thiệu. Rồi anh Tân. Anh Tân kìa. Dạ, xin chào thầy, xin chào Trang, xin chào chị Hương, chào anh Hiếu. Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Nhật Tân. Em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Em hiện tại vừa tốt nghiệp trường Đại học Tôn Đức Thắng, khoa quản trị kinh doanh chuyên ngành khách sạn. Em thích cái chị. Em mới vô lớp học này được gần hơn tháng. Em yêu màu hồng, em thích màu xanh. Em 24 tuổi. Em 24 tuổi. Xin lỗi nha. Em năm nay 21. Xạo. Hai em hóa ra nó thì em 21 tuổi rồi, mình cứ thấy mà xin hôn cho nó dễ. Xạo xạo. Ủa nó bằng tôi mà. Thì tôi muốn nói gì cho nó chứ. Rồi cái gì không? Tôi gọi điện thoại cho em. Em tốt nghiệp